Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chế quạt 12V DC không chổi than bằng cái động cơ máy in mình mua ở đây. Với cái bo ESP8266 này mình sẽ giúp nó đồng bộ với cả Home Assistant nhá. Thì như các bạn thấy ở đây là cái Home Assistant này mình đã cài đặt lên rồi. Đây, cái công tắc xoay này thì các bạn ấn xuống một lần để bật này, thì nó sẽ đồng bộ lên luôn này. Các bạn xoay chỉnh để điều chỉnh tốc độ này. Đó. Hoặc các bạn có thể chỉnh trực tiếp ở trên này, giảm tốc độ đi này. Đó. Đó. Bạn thấy tốc độ đã giảm đi chưa? Rồi, giảm hẳn luôn. Thì cái động cơ này sẽ có chức năng đảo chiều nên thành ra mình sẽ tích hợp vào luôn, là mình bấm cái thì nó đảo chiều thôi. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi này. Đó. Nếu như mà các bạn mà không có Home Assistant để tích hợp lên ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể vào cái trang web của cái ESP8266 này. Đây là cái trang web mà cái con này nó đang chứa nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy địa chỉ local nó này. Thì các bạn vào cái trang web này thì các bạn bật nó lên được này. Hoặc điều chỉnh tốc độ này. Đó, thì nó chạy nhanh hơn rồi. Đây, mình sẽ kéo tốc độ xuống này. Rồi, mình kéo tốc độ xuống rồi. Bây giờ mình sẽ đảo chiều này. Hoặc tắt nó đi được này. Đó, mình sẽ bật nó lên lại này. Ok, mình sẽ tắt nó đi. Thì đầu tiên là cái sơ đồ mạch ấy, thì mình đã up ở trên trang web của mình rồi. Các bạn có thể tham khảo đường link phía dưới có hướng dẫn đầy đủ chi tiết cách lắp và sơ đồ mạch luôn. Thì mình chỉ hướng dẫn sơ qua, các bạn mua cái loại động cơ thì nên sử dụng cái loại có đóng sẵn trục như thế này để về chúng ta lắp cánh vào thôi. Người ta đóng chuyên nghiệp nên thành ra cái trục rất là thẳng, đấy, quay không có bị lệch tâm luôn. Lúc đó động cơ sẽ chạy cực kỳ êm nhá. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng cái con giảm áp LM2596 để giảm áp ra 5V để nuôi cái ESP này. Đồng thời một vài cái loại quạt đấy thì nó sẽ yêu cầu chân 5V thì mình sẽ cung cấp luôn. Đó, còn nếu mà các bạn sử dụng các bạn sử dụng cái con giảm 5V là 7805 ấy, thì nó sẽ không có đủ dòng để nuôi cả cái con Wi-Fi ESP8266 ở đây nhá. Với cái bo ESP8266 nhá, thì các bạn sẽ sử dụng cái Tasmotizer để flash cái firmware Tasmota lên. Thì đầu tiên các bạn xem toàn bộ các cái cổng COM có trên máy của mình này. Tiếp đến là các bạn sẽ cắm cái ESP8266 vào. Rồi, mình sẽ cắm cái ESP8266 này. Thì các bạn ấn refresh. Sau khi ấn refresh thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện thêm cái cổng COM22. Thì mình sẽ chọn cái cổng COM22 nhé, là cái cổng COM của ESP8266. Thì trên máy tính của các bạn sẽ có thể nó sẽ là một cái cổng khác. Rồi tiếp đến là các bạn sẽ chọn vào cái mục Relay này. Rồi các bạn để nguyên cái Tasmota.bin. Sau đó các bạn sẽ bấm Tasmotizer ở phía dưới đây. Là nó sẽ tiến hành flash cái firmware Tasmota lên trên cái bo ESP8266. Thì sau khi mà flash xong cái firmware Tasmota xong ấy, các bạn sẽ config cái module nó như config module chân nó như thế này. Tắt đi một chút. Rồi config cái module chân nó sẽ như thế này, mình sẽ để ở phía bên này nhá. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ cần phải vào trong cái console này. Các bạn vào trong mục console. Các bạn dán một vài cái rule mình đã để ở trên trang web. Tại vì cái rule đó nó rất là dài.
Rồi, sau khi dán Eru xong thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển qua bằng cái web local ở đây rồi. Đó, thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cái web local ở đây là nó sẽ chạy được rồi. Còn cái việc tích hợp vào cái Home Assistant ấy, thì mình cũng đã để cái code mẫu ở phía bên dưới trang web. Các bạn truy cập vào phía bên dưới trang web ấy, thì nó sẽ có cái code để chúng ta thêm vào cái MQTT fan của cái Home Assistant nhá. Thì sau khi thêm xong thì nó sẽ chạy thôi. Trước đó các bạn sẽ cần phải config cái MQTT đấy. Config MQTT thì nó mới tích hợp được vào Home Assistant. Còn bây giờ mình sẽ dừng lại cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé.